xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi rất vui được đến tâm sự với các bạn về tuổi nghề này, về tuổi tác này, về bệnh tật này. Cái tuổi của tôi thì rất khoát có bệnh rồi. Đấy. Cho nên cái bệnh gì, cái làm sao mà mình giữ được. Nói thật với các bạn, tôi bị huyết áp như thế là mười mấy năm nay rồi. Và tại sao tôi giữ được như thế này? Đấy là cái kinh nghiệm của tôi. Hôm nay tôi nói với các bạn, tôi chia sẻ với các bạn tại sao tôi giữ được ngày. Ông chồng tôi bị mà vì không nghe lời tôi. Đấy, bị từ năm 2004. Thế mà chỉ uống huyết áp, mà chỉ uống tân dược thôi, chỉ uống thuốc Tây thôi. Thế mà rất chủ quan, bởi vì cái bệnh này nó thầm lặng lắm các bạn ạ. Nếu mà anh không để ý, không biết được. Thế cho nên là khi mà tôi đưa ông chồng tôi bị liệt, bởi vì ông không uống thuốc đều. Và hồi nó về vấn đề thảo dược ấy, không có, hồi hiếm lắm. Thế một hôm tôi đưa ông chồng tôi đi châm cứu tản thu. Thế mà một cô đông y cô bảo, cô ơi, cô vào đây cháu đo cho cô. Tại vì chắc cô nhìn tôi nó có một cái gì có kinh nghiệm của đông y. Thế đo 180. Xong cô bảo tôi nghỉ một lúc 170. Mà cô không dám nói, bởi tôi đèo ông nhà tôi đi châm cứu mà. Cho nên khi tôi về cô gọi điện, cô bảo cô là bị rồi đấy nhá, cô đi khám đi. Đấy, các vị ạ, cái bệnh huyết áp nó thầm lặng như thế. Mà mình mà chủ quan là rất là nguy hiểm. Đấy, tôi cũng bị, sau khi ông nhà tôi bị 2 năm, 2004, 2006 là tôi bị từ hồi đến giờ. Nhưng mà tôi chấp hành vô cùng, hàng tháng tôi đi lấy thuốc tân dược. Nhưng mà các bạn ơi, uống thuốc Tây nó có tác dụng phụ nhé. Có khi tôi uống lại giữ nước, cái mặt như cái phèng phèng. Có khi lại bị ho. Đấy, nó nhiều cái thứ thuốc mà lại ảnh hưởng đến cả gan thận. Thế sau đó là tôi về hưu thì tôi bắt đầu tôi đi sưu tầm. Đấy, tôi sưu tầm cái thảo dược, sản phẩm của Đốc Tây Y kết hợp. Thế một hôm tôi đi quay TV, quay đĩa hài Tết. Thế là có mấy bạn nó bảo là, ôi dồi ôi, tôi tìm được cái này. Chị ơi hay lắm, chị uống cái này là nó huyết áp nó không lên. Chứ nếu mà chị uống cái khác mà nó lên, mà nếu mà chị, tại vì nghề diễn mà các bạn ạ, diễn phải từ trong tim. Thế cho nên có nhiều khi có nhiều những cái phân đoạn nó căng thẳng. Thì là tôi nhiều khi tôi mệt, tôi ra tôi thở ra. Thì cuối cùng mấy cô bạn cô ấy cho tôi cái này. Đây, Aferin. Cái này là thảo dược, các vị ạ, đây để tôi đọc đây này. Hoa hòe này, địa long này, thục địa này. Toàn những cái thảo dược mà đúng của thuốc Nam, thuốc Bắc. Trước mà cứ mỗi lần đóng mà cái gì cao trào cái nó vọt lên là phải giao, nghỉ 15 phút. Bảo đạo diễn tôi không thể đóng được. Tim đập rất nhanh. Ra nhé, bạn tôi nó cho cái này. Tôi uống đúng 15-20 phút thì tự nhiên nó trở về như cũ. Tôi bảo, ô, sao bạn mua được cái này hay thế nhỉ? Aferin, hay thật đấy. Cái này là thảo dược nó thay thuốc Bắc, thuốc Nam. Đấy, cho nên là từ hồi tôi uống cái này nhá, nước da ngủ được, mát mẻ, không đi tiểu đêm mấy, hóa ra thận của mình nó tốt lên. Khi tôi chưa uống cái này nhá, thì huyết áp rất là thất thường, 170, 160. Thế mà tôi tìm được cái này, Aferin, ngày uống 6 viên, chia làm 3 lần, sáng, trưa, tối. Mà từ hồi uống cái này, tôi uống được 6 tuần nhá, thì chỉ số y xì cứ 120, 110 mới lại 80, 70. Nó hay ở cái, thành ra tôi mới có cái sức khỏe để đi diễn cùng với các cháu chứ. Đấy. Ông chồng tôi mà nghe tôi thì không đến nỗi đâu. Thế nhưng mà ông ấy chủ quan, bởi vì cái huyết áp nó làm cho người ta không biết được. Nếu các vị nào bị như tôi hoặc chớm nên dùng cái này, Aferin. Cái này tôi thấy các vị đọc cẩm nang mà xem. Các vị mua thuốc các vị nhớ đọc cẩm nang nhé. Đây này, nhớ đọc những thứ này. Đấy, toàn thảo dược tốt cả. Mà cái này là của đông y. Đấy, thì chúc các vị, nghĩa là ai chớm hoặc là bị như tôi nên uống thêm vào.